chào bà con. Ngày này gió dữ quá chừng bà con ơi. Coi tính lên trên mái nhà để coi chỗ nào mà nghi ngờ bị mục gì đó. Mấy con bên gạch ngói mà nó bị mục gì đó. Thì mình sửa cho nó. Mình chét cái silicon vô cho nó, nhưng mà thấy gió quá chừng đi. Ở dưới này không mà nó gió nó đẩy muốn người cũng muốn văng luôn à. Coi như mới 90 cây số giờ thôi. Coi nếu mà nó lên tới 100 mấy thì coi như hơi phê. Coi thôi nếu mà chụp gió mạnh quá như vậy thì mình cũng chịu thua thôi. Coi bây giờ người cũng yếu rồi. Người cũng yếu rồi, coi hết thời nữa. Lên đó coi như gió mạnh quá té xuống dưới là coi như xong luôn. Coi sóng biển giờ nó quá trời này, gió nó thổi dễ sợ luôn. Coi chấp nhận ở thêm mấy ngày nữa đây trước khi rút về, chứ nó hoàn thành công việc bắt đầu mình chạy về Sydney được. Còn nếu mà chưa hoàn thành thì mình vẫn ở trên này tiếp. Coi sóng này, coi ở chợ đám đây thì mình không thấy được cái ở xa quá mình không thấy được ha. Để khi nào rảnh thì mình có thể mình ra ngoài đó mình coi như thế nào. Hy vọng ngày mai sẽ đỡ hơn. Ngày hôm nay thì coi gió quá trời mạnh đi. Cây cối nên đi nó thổi coi như lay đẩy như vậy mà mình lên trên cao quá. Cái mái nhà này, có thể nó đẩy mình xuống rớt xuống dưới luôn không chừng à. Ok, rồi tạm thời mình ngưng máy chút xíu để mình cho bà con biết về cái cuộc sống ở bên hải ngoại như thế nào ha. Gió giờ đang nó thổi dữ quá. Rồi. Cái hàng rào bên này đẹp. Cái này cái đất này nó còn quá trời rộng đi, coi như ông này ông đi dài ông lấy